Xá lợi tử nói: Mạn thù thất lợi, lẽ nào định này cũng bất khả đắc? Đại đức định này thật bất khả đắc. Vì sao? Vì tất cả định nào có thể nghĩ bàn thì có tướng khả đắc, còn định không thể nghĩ bàn thì không có tướng khả đắc. Định này đã được nói là không thể nghĩ bàn, cho nên chắc chắn phải bất khả đắc. Lại nữa, xá lợi tử đối với định không thể nghĩ bàn này, tất cả hữu tình không ai không chứng được. Vì sao? Vì tất cả tánh của tâm đều lìa tánh của tâm. Sự lìa tánh của tâm được gọi là định không nghĩ bà nên hàm hữu tình có thể chứng được. Phật khen đồng tử mạn thù thất lợi. Hay thay, hay thay, mạn thù thất lợi. Trong quá khứ, ông đã ở chỗ vô lượng Đức Phật cho chồng căn lành phát nguyện lớn lâu dài, đã tu phạm hạnh, đều dựa vào sự vô đắc, nên nói ra lời gì đều mang ý nghĩa sâu xa. Mạn thù thất lợi lẽ nào chẳng phải vì ông trụ bát nhã ba la mật đa thâm sâu nên bất cứ lúc nào cũng nói được ý nghĩa sâu xa. Mạn thù thất lợi liền bạch Phật. Bạch Thế tôn nếu do trụ bát nhã ba la mật đa thâm sâu mà con nói được như vậy, thì trụ vào ngã tưởng và trụ vào hữu tưởng con cũng có thể nói được như vậy. Nếu trụ ngã tưởng và trụ hữu tưởng mà nói được như vậy, thì bát nhã ba la mật đa thâm sâu cũng có chỗ trụ. Nếu bát nhã ba la mật đa thâm sâu có chỗ trụ thì bát nhã ba la mật đa thâm sâu cũng lấy ngã tưởng và lấy hữu tưởng làm chỗ trụ, nhưng bát nhã ba la mật đa thâm sâu đều hai tường trụ và không chỗ trụ, như chư Phật trụ chỗ vắng lặng nhiệm màu không khởi, không tạo tác, không động không chuyển lấy đó làm chỗ trụ, bát nhã ba la mật đa thâm sâu chẳng trụ pháp có, chẳng trụ pháp không, nên chỗ trụ này không thể nghĩ bàn đối với tất cả pháp bát nhã ba la mật đa thâm sâu đều không hiện hành phải biết bát nhã ba la mật đa thâm sâu tức là cảnh giới không thể nghĩ bàn cảnh giới không nghĩ bàn tức là pháp giới pháp giới tức là cảnh giới chẳng hiện hành phải biết cảnh giới chẳng hiện hành tức là cảnh giới không nghĩ bàn phải biết cảnh giới không nghĩ bàn tức là bát nhã ba la mật đa thâm sâu bát nhã ba la mật đa thâm sâu ngã giới pháp giới không hài không khác không hài không khác tức là pháp giới Pháp giới tức là cảnh giới chẳng hiện hành. Cảnh giới chẳng hiện hành, nên biết đó chính là bát nhã bà làm mật đa thâm sâu. Bát nhã bà làm mật đa thâm sâu phải biết tức là cảnh giới không nghĩ bàn. Cảnh giới không nghĩ bàn phải biết tức là cảnh giới chẳng hiện hành. Cảnh giới chẳng hiện hành phải biết là cảnh giới không có sở hữu. Cảnh giới không có sở hữu phải biết tức là cảnh giới không sanh diệt. Cảnh giới không sanh diệt phải biết tức là cảnh giới chẳng nghĩ bàn cảnh giới chẳng nghĩ bàn và cảnh giới của như lai và cảnh giới ngã cảnh giới của các pháp đều không hài không khác thế nên bạch thế tôn nếu tu hành bát nhã ba la mật đa được như vậy thì đối với đại bồ tát chẳng cầu chứng quả vì sao vì bát nhã ba la mật đa thâm sâu tức là bồ đề bạch thế tôi nếu thật biết cảnh giới ngã tức biết sự không chấp trước nếu biết không chấp trước tức biết không có pháp nếu biết không có pháp phật tức là trí phật trí tức là trí chẳng nghĩ bàn phải biết trí phật không có pháp nào đáng để biết gọi là chẳng biết pháp vì sao vì trí này tự tánh hoàn toàn không có sở hữu Pháp không sở hữu làm sao có thể chuyển được chân pháp giới. Tự tánh của trí này đã không sở hữu, tức là không có sự chấp trước. Nếu không có sự chấp trước, tức bản thể chẳng phải trí. Nếu bản thể chẳng phải trí, tức là không có cảnh giới. Nếu không có cảnh giới, tức không có chỗ dựa. Nếu không có chỗ dựa, tức không có chỗ trụ. Nếu không có chỗ trụ, tức không sanh diệt. Nếu không sanh diệt, tức bất khả đắc. Nếu bất khả đắc, tức không có chỗ để hướng tới đã không có chỗ hướng tới thì trí này không thể tạo các công đức, cũng không thể tạo phi công đức. Vì sao vị trí này không suy nghĩ việc tạo ra công đức hay tạo ra phi công đức? Trí không suy nghĩ là trí không thể nghĩ bàn, trí không thể nghĩ bàn tức là trí Phật. Vì vậy trí này không có sự chấp thủ, cũng chẳng chấp thủ tất cả Pháp, cũng chẳng phải ở khoảng trước chẳng phải ở khoảng giữa hay khoảng sau chẳng phải trước đây đã xanh chẳng phải trước đây chưa xanh không xuất hiện không chìm mất chẳng phải thường chẳng phải đoạn lại không có trí nào khác sánh với trí này do đây trí này không thể nghĩ bàn đồng với hư không chẳng thể so sánh không đây không kia chẳng phải đẹp chẳng phải xấu đã không có trí nào khác sánh với trí này được cho nên trí này không có sự ngang bằng và chẳng có trí nào ngang bằng do đây nên gọi trí này là vô đẳng đẳng. Lại không có trí nào khác có thể nắm bắt với với trí này, vậy trí này vô đối bất đối, do đây nên gọi là trí vô đối đối. Phật bảo đồng tử mạn thủ thất lợi, diệu trí như vậy không thể động ư. Mạn thù thất lợi thưa, bạch thế tôn diệu trí như vậy không thể động. Như thợ vàng đốt luyện thỏi vàng cho được tinh dòng, đúng lượng rồi thì không động đến nữa. Trí này cũng vậy, tu tập thành thục, không tạo tác, không chứng tác, không sanh ra, không kết thúc, không khởi nên, không chìm vững yên, chẳng động. Phật bảo đồng tử mạn thủ thất lợi. Ai có thể tin hiểu được diệu trí này? Mạn thủ thất lợi thưa. Bạch Thế Tôn nếu không hành được pháp nhập Niết Bàn, thì cũng không thể hành được pháp sanh tử. Đối với thân kiến hành tịch diệt hành, Đối với Niết Bàn, hành bất động hành, không đoạn tham dục, sân giận, ngu si cũng chẳng phải không đoạn. Vì sao? Vì tự tánh của ba độc này là xa lìa, chẳng tận hay bất tận. Đối với pháp sanh tử chẳng vượt qua, chẳng rơi xuống. Đối với các thánh đạo chẳng lìa, chẳng tu. Đối với trí này, người ấy có thể tin hiểu sâu xa. Phật khen đồng tử mạng thủ thất lợi. Hay thay, hay thay, ông đã nói việc này một cách đúng đắn. Bấy giờ cụ thọ đại ca Diếp ba ở trước Phật bạch. Bạch Thế Tôn trong tương lai ai có thể tin hiểu tu học nghĩa lý thâm sâu của Pháp và tỷ nại gia này. Phật bảo cụ thọ đại ca diếp bà, đời vị lai chúng bí Xô vân vân trong hội này đều sẽ tin hiểu lãnh thọ, tu học nghĩa lý thâm sâu của Pháp và tỷ nại gia đã thuyết này. Cũng có thể vì người khác giảng nói và truyền bá, như đại trường giả bị ý mất ngọc vô giá, tâm luôn khổ não buồn giàu chẳng vui, sau đó có lại được vui mừng hớn hở, hôm nay chúng bí xô vân vân trong hội này cũng như vậy nghe bát nhã ba la mật đa thâm sâu tin hiểu tu học sau không được nghe thuyết pháp môn này nữa tâm luôn khổ não buồn giàu chẳng vui đều nghĩ chẳng biết lúc nào chúng ta sẽ được nghe lại pháp thâm sâu này sau đó nếu được nghe pháp môn này vui mừng hớn hở lại nghĩ hôm nay ta được nghe kinh điển này tức là được gặp phật gần gũi cúng dường như cây viên sinh mới đâm chồi Thư thiên trời thứ 33 vui mừng hớn hở nghĩ, chẳng bao lâu cây này sẽ nở hoa, hương thơm ngào ngạt. Chúng ta tha hồ dạo xem, chúng bí xô cũng lại như vậy. Nghe bát nhã, ba la mật đa rồi tin thọ tu hành, nên sanh hoan hỉ. Chẳng bao lâu tất cả pháp của Phật sẽ được hiển bày. Ẩm quang ca diếp nên biết, bày vị lai, like, chúng bí xô vân vân. Nếu nghe bát nhã, ba la mật đa thâm sâu này tin hiểu tu hành, tâm chẳng quên mất tất ở trong hội đây đã được lắng nghe vui vẻ thọ trì giảng nói truyền bá nên biết các vị ấy do nghe pháp này vui mừng hớn hở tín thọ tu hành chẳng bao lâu tất cả pháp của phật sẽ được hiển bày sau khi như lai diệt độ nếu vị nào thọ trì giảng nói truyền bá kinh điển này phải biết người ấy nhờ sức oai thần của phật gia hộ khiến cho mọi việc của họ đều được thành tựu ẩm quang nên biết vị nào nghe bát nhã ba la mật đa thâm sâu vui mừng thọ trì vị ấy đời quá khứ đã ở chỗ vô lượng đức phật gieo trồng nhiều căn lành đã được lắng nghe chứ chẳng phải mới gặp hôm nay như kẻ đại